Hôm nay là cũng là chiều mùng 3 Tết năm 2024 rồi. Thì video này Tuấn sẽ làm cái video về lang thang các đường phố loanh quanh trung tâm thành phố Hải Phòng, để cho cô chú anh chị các bạn có thể hình dung ra được là trong cái dịp Tết thì mọi người dân ở Hải Phòng sẽ như nào, đi chơi như nào, ở đường phố ở Hải Phòng sẽ như nào, để cho cô chú anh chị các bạn có thể tham khảo được nhé. Thì Tuấn cũng lại bắt đầu từ ngay gần nhà Tuấn, chỗ cầu Lạc Long, chỗ phố đi bộ, chỗ sông Tam Bạc thôi. Rồi sẽ quành lên chỗ nhà lớn này, rồi là lang thang xung quanh mấy con đường chỗ nhà lớn, ví dụ như là Quang Trung, rồi là Phan Bội Châu, rồi là Trạng Trình, rồi là đường Mê Linh, rồi là đường Lê Chân, rồi là đường Hồ Sen, rồi là Tô Hiệu, rồi là đường Đinh Tiên Hoàng nữa này, đường Cầu Đất, rồi là đường Trần Phú, rồi Vườn Hoa, rồi là đường Trần Quang Khải, rồi là đường Chợ Hàng, rồi là chợ Cột Đèn, rồi loanh quanh mấy con đường đấy, cứ đi lòng vòng để cho cô chú anh chị có thể hình dung ra được. Thì tầm này là tầm khoảng 3-4 giờ chiều thì tầm 4 giờ chiều hôm nay, Tết năm nay thời tiết cũng khá là đẹp. Hôm nay là nắng to nhất, hôm qua cũng có nắng nhưng mà hôm nay thấy nắng đẹp, tại vì hôm qua thực ra Tuấn nằm ô tô suốt. Đoạn này là đoạn chỗ đầu chỗ Điện Biên Phủ. Nói chung là chắc là cô chú anh chị cũng đã biết là bây giờ Hải Phòng hoặc các nơi khác thì dù mặc dù Tết thì thường là bây giờ họ cũng bán, một số hàng quán họ cũng vẫn bán xuyên đêm, đặc biệt là cửa hàng cà phê hoặc là trà cúc ở Hải Phòng thì họ bán luôn từ bắt đầu từ mùng 1 luôn. Đấy. Còn một số quán ăn, ví dụ như ăn đêm hoặc là bún cá các thứ là họ bán xuyên đêm luôn. Đây, đoạn đường này là chỗ đường Đinh Tiên Hoàng. Đinh Tiên Hoàng này thì vẫn đông đúc nhất, là vẫn có bánh mì cay, vẫn có quán cà phê rất là 1986 rất là nổi tiếng Hải Phòng. Đây thì quanh quanh đây có vài quán cà phê nữa, mà từ mùng 1 Tết là đã vẫn đông rồi, chứ không phải là đến mùng 2, mùng 3. Thì Tết nhất mà, cho nên là mọi người cũng đi chúc tụng nhau, các gia đình, người thân, quen trong gia đình, bạn bè, anh em bạn bè, người thân chúc Tết. Thì Tuấn cũng không nằm ngoài trong số đó, tức là đi từ hôm mùng 1, từ tối 30 mới đăng video quay bán pháo hoa. Hôm nay, năm nay bán pháo hoa nhìn đẹp thật, nhìn từ trên cầu đẹp lắm. Đấy. Thì cũng đi từ mùng 1, tối mùng 1 xong rồi về mệt quá, nghỉ ngơi xong rồi mùng 1, đi từ 30 xong mùng 1 lại đi về quê ngoại chúc Tết, về mẹ chỗ quê mẹ chúc Tết, rồi ăn uống cùng các bác, anh chị em ở trong gia đình. Đấy, nói chung là cũng vui lắm, ăn uống nói chuyện xôm xả, rồi là chúc Tết, ăn trưa ở đấy. Thì chiều về mệt quá, cũng uống nhiều về mệt quá. Chỗ đoạn này là chỗ đoạn chỗ bắt đầu là chuẩn bị đến nhà lớn, chỗ nhà máy nước ấy. Thì lòng vòng đây thì chắc cô chú anh chị cũng đều biết là chỗ đoạn này là chỗ rạp tháng 8, hoặc là chỗ đoạn này cà phê cà pháo rất là nhiều, và cho thuê quần áo, cũng có một vài cửa hàng cho thuê quần áo để mọi người có thể chụp ảnh check in dịp Tết ở Hải Phòng. Nói chung là nhà lớn thì từ mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 thì rất là đông. Và bây giờ Hải Phòng rất là nhiều xe ô tô, cho nên là đường khá là đông mà khá là hay tắc đường. Đấy. Nói chung là công an là họ cũng vẫn phải trực ở đây những cái ngày Tết này để mọi người có thể chụp ảnh check-in ở khu vực này. Tầm này cũng chưa phải là đông lắm đâu, hoặc là một là tầm sáng, đặc biệt là những ngày mùng 1 ấy, thì đông lắm. Và Tuấn cũng đã đăng một vài cái ảnh mà Tuấn lấy ở trên cổng thông tin thành phố Hải Phòng ấy, là ngày mùng 1 này, mùng 2 chơi nhạc ở đây, rồi là chơi các trò dân gian ở ngay quảng trường trung tâm thành phố Hải Phòng này. Còn đâu là chị em đến đây, đặc biệt là áo dài thì nó là truyền thống của Việt Nam rồi, thì năm nào cũng sắc đỏ, sắc xanh, sắc vàng, chị em chụp ảnh check in ở đây. Thường là những ngày này thì chụp ảnh thì nhà lớn với đầy đủ với rõ được, tại vì mấy hôm trước nhà lớn thì họ làm quay để diễn ca nhạc ở đây, còn
tí nữa sẽ quanh ra bên kia để cho cô chú chị như các bạn nhìn thấy được là bên quảng trường bên kia thì rất là đông, đi lui lên một chút được Quang Trung này thôi, xong lại quành ngược lên đấy, dọc hai bên này thì trái cúc và tí Tuấn sẽ quành được đoạn đường Hoàng Thụ, xong quành vào đường Phan Bộ Châu, rồi lại quành ra Trạng Trình, rồi Quang Trung, rồi lên Mê Linh để cho chú chị các bạn hiểu rõ hơn về đường phố Hải Phòng. Quanh quanh đây này quán họ mở khá là nhiều rồi đó. Thì nói chung là Tết năm nay thì chắc là cũng rất là đặc biệt với nhiều người, chắc là từ 1-2 Tết năm nay Tết rồi. Nhưng mà năm nay thì Hải Phòng hoặc tất cả các tỉnh thành phố đều làm cực kỳ chặt cái việc là uống rượu bia, cho nên là chốt nồng độ cồn là từ hôm mùng 1 cơ. Mùng 1, mùng 2, nhưng mà mùng 1 thì có thể là vắng hơn, nhưng mà mùng 2 thì rất đông người, rất đông trạm thổi nồng độ cồn quanh quanh trung tâm thành phố Hải Phòng rồi luôn, hồ sen rất là thứ rồi quanh quanh thì khu đều rất đông, cho nên là năm nay mọi người gần như là đến là uống cà phê, cái chè hoặc là nước ngọt thôi. Nếu mà đã đi ban ngày hoặc là đã uống buổi trưa đến ăn uống buổi trưa thì sẽ gần như là không uống rượu. Uống rượu rồi thì chiều khỏi phải đi đâu luôn, chỉ có nhờ người chở đi thôi. Đấy, bây giờ Tuấn quanh được ở chỗ quảng trường một chút, vòng quanh một chút để cô chú chị các bạn có thể hình dung hay được. Đấy, còn đâu là thường là mùng 3 là mọi người cúng thì thường là hôm đấy là hôm nay trưa hôm nay là mọi người thường cúng nhiều, thì tiễn chân các cụ thì thường là sẽ nhiều nhà tổ chức ăn uống, rồi là mọi người tầm chiều này nói chung là cũng không thể đi đông được bằng mùng 1, mùng 2 đấy. Nhưng mà nói chung là các bạn trẻ thì họ ít uống cho nên họ vẫn đi chơi loanh quanh đây. Tầm tối thì ở đây vẫn diễn ra ca nhạc, như trong 3 ngày Tết là gần như là vẫn diễn ra ca nhạc đường phố quanh quanh chỗ này luôn. Buổi tối vẫn có ca nhạc để mọi người có thể xem. Tuấn cũng có một cái video buổi tối rồi, tại vì là lúc Tuấn đang làm video này thì cũng là 23 giờ đêm rồi. Chia sẻ cho cô chú chị để cô chú chị các bạn hiểu rõ hơn. Đó. Còn đâu là vừa rồi một thì về quê ngoại là Hồng An Hải. Còn mùng 2 thì sáng mùng 2 thì đi Nam Định thuê xe đi Nam Định. Nói chung là từ mùng 2 may là Tuấn đi sớm nhé. Đi sớm bởi bên này, hai bên này chụp rất đông, bên này vẫn có trò chơi cho trẻ con nhé, bên này chụp vào đầu, đằng kia là cho thuê áo dài, cực kỳ đông luôn đó. Đấy, còn đâu là chuyện đi về Nam Định thì mùng 2 sáng mùng 2 may là mình đi sớm từ 7 giờ kém ấy, tức là dậy 6 giờ xong 6 rưỡi lục đục cả thứ, 7 giờ kém đi mà vẫn còn bị tắc đường một chút, nhưng mà đi nói chung là đi xe con thì nó cũng nhanh ấy. Cũng mất khoảng 2 tiếng về Nam Định, nhưng mà đến chiều mùng 2 Tuấn đi thì thôi rồi, nó đông nó tắc, mà đi từ lúc 2 giờ đến 5 rưỡi chiều luôn, ăn cơm ngủ một vài giấc trên xe mà đến chiều đến tầm 5 rưỡi, 3 tiếng rưỡi xe mới về tới Hải Phòng. Cực kỳ là tắc đường. Và đến hôm nay ấy, ngày mùng 3 ấy, thì đường 10 chỗ cầu khỏe các thứ là luôn luôn tắc, có khi tắc cả một tiếng hồ luôn. Trong thành phố này thì đôi khi những con đường nhỏ và chỗ nào đông đông là đôi khi, đặc biệt là trong khi uống trà cũng ở đường Phạm Văn Châu là cũng thỉnh thoảng cũng tắc thì xe đỗ đông lắm đó. Thì mọi người chú ý khi được Tết và mấy hôm nữa thì mùng 5 là mùng 4, mùng 5 thường là mùng 6 mọi người đi làm ạ. Thì mùng 5 là xe lên Hà Nội hoặc là đi các tỉnh thành là cực kỳ là đông, cực kỳ là đông. Thường cái đường 10 ấy đi Vĩnh Bảo các thứ ấy là đây chỗ đoạn Hoàng Hoàn Thụ ở rẽ vào Phạm Bội Châu. Đường đi Vĩnh Bảo các thứ thì bao giờ từ mùng 2 mọi người về quê không? Xong rồi hoặc là mùng 3 mọi người về quê để tiễn công ông táo, tiễn chân các cụ không? Thì cực kỳ là đông xe ô tô luôn. Mà bây giờ mọi người nhìn thấy không? Hầu như toàn xe ô tô, xe máy cũng tương đối là nhiều. Quán trà cúc ở đây bây giờ dọc đây gọi là cực kỳ nhiều quán trà cúc luôn. Trước thì còn có lẫn quần áo bán
được cái bây giờ quần áo cả thuyền sang bây giờ dần dần ấy. Dọc đây khéo thành thành phố Trà Cúc dọc đường Hoàng Thụ chỗ đoạn đầu rồi đó, nối vào Phạm Bội Châu chứ không phải trước kia chỉ mỗi Phạm Bội Châu, bây giờ dọc đây kéo lui xuống vẫn quay nhiều cho cái thứ đi khoảng năm ngàn rồi đó. Thì cứ loanh quanh thì xong rồi Tuấn chạy ra chỗ chợ chợ Tam Bạc, gần gần chợ Tam Bạc một chút đấy, đường nói chung hai bên ô tô giờ độ ô tô giờ Hải Phòng mình nhiều lắm, mỗi lần đến tầm chiều tan tầm thì ô tô cực kỳ nhiều luôn, cực kỳ nhiều. Đây quán cà phê à, quán Trà Cúc mà trước Tuấn hay giới thiệu đó. Thì Tuấn đi thẳng đây xong rồi rẽ Trạm Trình, xong rẽ Quang Trung rồi rẽ lên Mê Linh, à rẽ vào Mê Linh rồi rẽ Lê Duẩn, à đường Lê Chân để qua đền Nghè rồi là qua chợ Cố Đạo đường Trần Nhật Duật để cho cô chú anh chị các bạn có thể tham khảo, cứ loanh quanh thôi. Xong rồi vòng đường gì nhỉ? Xong rồi vòng ra Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng xong rồi vòng đến Mê Linh, xong rồi vòng ra Hồ Sen đấy, loanh quanh đấy để một chút chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn hiểu rõ hơn và tâm sự với cô chú anh chị các bạn là Hải Phòng những dịp Tết nó diễn ra như nào. Thì cô chú anh chị các bạn ở phương xa có thể hiểu rõ hơn để khi về chơi Hải Phòng thì nó cảm thấy còn quen thuộc hơn một chút, đi chơi loanh quanh một chút đó. Thì đấy, thì những dịp lễ Tết thì thường Hải Phòng sẽ như thế. Và trong những video này thì cũng chúc cô chú anh chị các bạn cùng gia đình sức khỏe, bình an này, gặp được nhiều điều may mắn trong năm 2024 này. Nếu mà làm ăn thì sẽ phát triển hơn ở mọi nơi, mọi thành phố, mọi đất nước sẽ phát triển hơn, không bị khó khăn hơn như năm 2023 nữa, và càng ngày càng phát triển hơn. Thì video này cũng hơi khá dài một chút, khoảng 40 mấy phút. Cô chú anh chị các bạn cứ theo dõi để cùng Tuấn loanh quanh mấy con phố trong chiều mùng 3 Tết nhé. Rất cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh Tôi Yêu Hải Phòng.